tao cần bản gốc của file tiếng này không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào. Anh em liên hệ số điện thoại của thằng là 070-8252-799 gặp thằng để thằng bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thằng chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em phát cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 đi gặp Thuận để được tư vấn thêm. Lưu ý những bản nhạc có tiếng kim, trường, sắt và các loại thứ lần nhỏ văn văn đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn hóa để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng thanh thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh 207 của em, để lại bình luận bên dưới thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của thằng là 070-8252-799 gặp thằng để thằng bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thuận chèn nhạc vô là bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 đi gặp Thuận để được tư vấn thêm. Lưu ý những bản nhạc có tiếng kim, trường, sắt và các loại khối lượng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng thanh thanh là bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký 207 của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 0708252799 gặp Thuận để bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là